Rồi. Đĩa chả lá mơ này đã giúp bé nhà mình cải thiện tình trạng đi ngoài, đau bụng. Và cách làm thì rất là dễ. Mọi người cùng tham khảo cách làm của mình nhé. Chả lá mơ là một món rất đơn giản và dễ làm mọi người ạ. Mình đã chuẩn bị ở đây là lá mơ lông, lá mơ tía và hai trái trứng. Nếu mà người lớn ăn thì chúng ta làm một trái trứng là tốt nhất, bởi vì cho nhiều trứng vào chỉ là để cho nó dễ ăn thôi. Bé không ăn được thì khó ăn thì mình sẽ cho hai trái trứng. Mình sẽ cho một chút muối nhé, mình để đây nhiều thôi nhưng tí mình sẽ lấy một chút. Và phải có một chút mì chính, một chút thôi mọi người nhé. Và chúng ta sẽ không dùng dầu hay mỡ để rán, mà mình sẽ dùng lá chuối. Mình sẽ dùng lá chuối mà lau sạch lá chuối và lót ở trên chảo và đổ lá mơ lên. Ok, bây giờ mình sẽ đi thái lá mơ và trộn với trứng nhé. Rồi, lá mơ thì mình đã thái nhỏ, mọi người thái ngang rồi thái dọc cho nó thật nhỏ ra. Thì như thế bé ăn sẽ dễ hơn, người lớn mình ăn thế nào cũng được. Nhưng mà trẻ con thì để nó ăn thì mình cần phải làm cẩn thận một chút. Lá chuối thì mình cũng đã rửa sạch và lau khô, bởi vì mình đang là chữa bệnh đường ruột mà mọi người, nên cái việc sạch sẽ là mình phải ưu tiên. Mình đã làm rất nhiều lá chuối ở đây, để lát nữa nếu có cần thì mình sẽ thay lá chuối. Bây giờ thì mình sẽ đập trứng vào. Ấy chà. Thì sẽ cho vào đây một chút muối nhé, một chút thôi mọi người ạ, một chút mì chính. Nếu mà người lớn mình ấy thì mình sẽ cho một quả trứng thôi. Mình sẽ đánh đều nó lên. Vậy thế này xong mình sẽ lót lá chuối lên chảo và sẽ chiên với lửa nhỏ nhé. Nhớ là mọi người đừng có chiên, dùng dầu để chiên. Nếu như mọi người không có lá chuối thì mọi người bắt buộc phải dùng dầu thôi. Còn nếu kiếm được lá chuối thì mọi người nên dùng lá chuối nhé. Giờ mình sẽ lót lá chuối lên đây và cho chả lên. Mình sẽ dàn đều cái chả ra một chút. Đừng có dàn nó quá, nhiều quá ra viền mọi người, tí nó chín ấy, nó sôi nó sẽ tràn ra. Rồi, bây giờ mình sẽ bật bếp lên. Để lửa thật nhỏ thôi. Mình sẽ đậy vung vào để đó nhé. Đó. Thế mọi người ơi, mình vừa có chạy ra ngoài một chút vào, nó hơi bị cháy mất một chút này. Nhưng mà không sao, vẫn còn kịp. Bây giờ thì mình sẽ lật bánh. Đó, mình lật lại như thế này. Rồi lại bật bếp lửa nhỏ lên, mình đun cho nó riu riu thôi. Đó, mình lại đậy vung vào. Đây là cái lá mình vừa thay rồi này. Mình thích cái cảm giác này lắm. Bóp bóp nó giòn giòn này mọi người. Ngày nhỏ mình hay chơi trò này. Đấy, nó thơm thơm và xốp xốp lên như thế này là gần được rồi đấy. Mọi người sẽ để ý cái lá chuối ở dưới này này, khi nào mà nó xem xém vào là được. Đấy, được rồi nha. Được rồi mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa. Đây, đây là cái chả của mình. Chả này cho mình cho hai trái trứng thì ăn nó sẽ rất là ngon, nó sẽ không còn bị cái vị đắng của lá mơ nữa. Hello mọi người, mày mình đang ăn chả, mày sẽ cắt một miếng thử nhé. Đây, ốc ăn thử đi. Đâu, con cầm cả miếng con ăn đi, con ăn đi, con đang đau bụng đấy. Nay mày làm ngon, không có đắng đâu. Con đang đau bụng đấy, mình. Thôi, nào nào. Con dễ ăn không? Mẹ thử miếng xem nào. Ngon lắm rồi. Ngon mà. Đúng không? Không có đắng. Ấy, con đừng lấy áo con lau. Khi mà bé kêu đau bụng thì mình sẽ dựa theo các cái trường hợp. Ví dụ hôm đấy bé mà đi học về hay ăn cái đồ ăn gì lạ về mà bé nôn rất là nhiều, thì
đấy chắc chắn là nhiễm độc mọi người ạ. Mình sẽ cho bé uống nước để bé nôn hết những cái trong bụng ra. Và nếu như hôm đấy bé mà có sốt, sốt cao ấy, thì bé bị nhiễm độc rất nặng rồi, thì lúc đấy đương nhiên là mình sẽ phải đưa bé đến cơ sở y tế, đến bệnh viện. Nhưng mà còn nếu như mà bé mà kêu đau bụng hay là đi ngoài mà bị sống phân thì mình sẽ cho bé ăn các cái chả lá mơ như thế này, hoặc là ăn cháo cà rốt. Mình không phải là bác sĩ, mình không có chia sẻ cho các bạn các cái kiến thức chuyên khoa y khoa, mà mình chỉ ở đây để nói với các bạn về các cái kinh nghiệm, những cái mà mình đã trải qua và mình áp dụng nó thành công thì mình chia sẻ với mọi người. Ví dụ như cái chả lá mơ này này là rất hiệu nghiệm với mình, với nhà mình. Nó giống như một cái thuốc kháng sinh tự nhiên đấy mọi người ạ. Còn nữa nhưng con vẫn phải ăn nó. Ngon đấy này, con ăn cái miếng viền này này. Ngon đúng không? Ăn miếng nhỏ nhỏ. Con không ăn nữa nhưng con vẫn phải ăn. Bởi vì cái này con không ăn cái này là con phải uống thuốc ấy. Hoặc là phải đi viện ấy. Tại vì là đổ nước của chị và nước của Bill đấy. Tí nữa mẹ đổ, tí mẹ lấy cho con. Lần sau ấy, Bill mà lấy nước của chị, Bill phải hỏi chị nhá. Con ơi, con lại lấy áo con lau rồi. Nào, ngồi để ăn hết cho mẹ. Ngồi để ăn hết cho mẹ nhá. Ngồi để ăn hết, chào ông bà cô chú đi. Xong ngồi để ăn hết cho mẹ. Nào, con chào ông bà cô chú đi, ăn hết cho mẹ. Mẹ chào con. Con đã biết đi xe chưa? Con chưa biết lắm, nhưng con chỉ hơi biết đi hả? Ok. Nào ốc ơi, ốc ngồi ăn hết cho mẹ đi. Mẹ ra xin con đi. Ôi, chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Bye bye.